Xin chào các bạn nha, mình sẽ đến với vườn ươm nhà mình này. Vườn ươm này là 700 cây à? 7.000. À 7.000 cây này, trồng trong một diện tích là 1 hecta nhá. Đây, 1 hecta nhà mình đây. Đấy. Và bố mình đang chăm sóc cái vườn ươm này nhá. Vườn ươm này thì được 10 ngày tuổi này. Với cái lá này rất là đẹp này nhá. Khoảng 5 ngày nữa, 3 đến 5 ngày nữa thì những cái vườn ươm này sẽ được mang ra để trồng này. Đây, mang ra để trồng ở trên sẵn những cái túi bóng đã được làm sẵn này. Đây. Đất đã được làm sẵn nhá mọi người nhá, làm sẵn hết rồi nhỉ. Những cái túi bóng này thì mọi người phải đục ra thì để cho hạt giống vào nhá. À cho cái bầu giống này vào nhá. Đây. Bầu giống đây. Bầu giống 10 ngày tuổi này đã có 3 mầm rất là đẹp. Đây. Và đạt chất lượng nha. Còn những cái cây nhỏ nhỏ này thì chăm sóc thì nếu mà lúc mà ra trồng mà đạt tiêu chuẩn thì sẽ được mang ra trồng nha. Mà không thì sẽ loại này. Đây. Tất cả những cái hạt ươm này đều được rắc hạt rất là kỹ và thừa với số lượng để trồng ở cái mảnh đất này. Để lúc mà mọi người có thể loại những cái cây xấu ra. Đây. Hàng ngày thì cái vườn ươm này sẽ được chăm sóc tưới nước này. Thường xuyên vào buổi sáng sớm và buổi chập chiều này. Tránh tình trạng là tưới vào buổi trưa nắng nhá. Thì vườn ươm sẽ bị vứt đi luôn. Tưới rất là nhẹ nhàng. Đấy, để tránh những cái mầm non bị gãy nhá. Đấy. 7.000 cho 1 hecta. Đấy. Là dư thừa cây giống. Đây. Đất tất cả đều được làm rất là kỳ công. Đấy, cày luống này. Rất là tơi nhá. Đấy. Còn bên mảnh đất bên kia nhá là cái cây bí đã được trưởng thành và thu hoạch nhá. Những cái video thu hoạch thì mình đã giới thiệu với mọi người này. Mọi người quan sát và theo dõi kênh của mình nhá để biết tìm hiểu về quy trình làm giàu bí đao nhá. Đấy. Làm giàu từ bí đao này của người nông dân này. Nói chung là để đạt ra được những cái quả bí đao thì công sức rất là vất vả. Từ chăm sóc, gieo trồng cho đến lúc thu hoạch. Được giá thì là người dân sẽ có những lợi nhuận cao này. Còn nếu mà không giá xuống thì người dân thì có khi sẽ bị lỗ hoặc hỏa. Đấy, nhưng mà vào thời điểm hiện tại là Covid này thì giá bí đao đang dao động ở mức là tại vườn là từ 8 đến 11 nghìn. Đấy, tại vườn, thời điểm bí đao ngày hôm nay là mình quay là vào ngày 14 tháng 4. Thì dao động tại vườn bí thu hoạch sáng nay là rơi vào khoảng 10.000. Đấy, 10.000. Thì người nông dân đã có lãi rồi ạ. Đấy. Đấy. Vất vả thì mới đạt được kết quả nhá. Tất cả đều phải bỏ từ mồ hôi công sức ra thì mình mới có những cái loại thu hoạch lại được. Còn mà ngồi chơi ăn sẵn thì là không có nhá mọi người nhá. Đấy. Chăm sóc rất là đặc biệt. Vất vả.